Thu Nha xin thân ái chào quý vị khán thính giả đang đến với chương trình Chữ và Nghĩa của truyền thông Kali Today. Và người vị khách ngày hôm nay như thường lệ là giáo sư Nguyễn Châu. Thu Nha xin chào chú Châu. Xin chào Hương Giang. Dạ thưa quý vị, trong chương trình Chữ và Nghĩa ngày hôm nay thì có lẽ là Hương Giang mời chú Châu đến đây bởi vì Hương Giang có một số thắc mắc. Tại vì thưa quý vị, bây giờ đó cái việc dùng chữ nó nhiều khi nó gây những cái sự hiểu lầm, và dùng chữ nhiều khi có nhiều người mà rất là dùng nặng nề hơn, gọi là dùng vô lối. Tại vì có những chữ mà ngay thậm chí cả bản thân Hương Giang đó chú Châu, Hương Giang cũng dùng theo một thói quen, tức là nói ra theo một thói quen thôi, nhưng mà không có suy nghĩ nhiều về cái nghĩa. Nhưng mà sau đó nhìn lại mới thấy là mình dùng sai rồi. Và Hương Giang nghĩ là có rất là nhiều người cũng trong cái trường hợp giống Hương Giang như vậy. Và hôm nay có hai chữ mà Hương Giang muốn nhờ giáo sư Nguyễn Châu giải thích cho Hương Giang và cũng như giải thích cho quý vị. Đó là hai chữ lễ và hội. Bởi vì thưa quý vị, chúng ta nghe hai từ lễ hội rất là nhiều, chẳng hạn như là ở Việt Nam có Huế Festival, không chú, mà cái hay là cái chữ mà thường xuyên gặp nhất nhiều nhất đó là chẳng hạn như là lễ hội áo dài, lễ hội này, lễ hội nọ, thì dùng như vậy có đúng không ạ chú? Vâng, thì đây là cái vấn đề mà chúng ta cần quan tâm trong vấn đề chữ nào thì phải có nghĩa đó. Thì chữ lễ và hội đó, thì mấy hôm nay chúng ta thể tìm hiểu thế nào là lễ, thế nào là hội. Thì sở dĩ mà có cái vấn đề này là từ lâu nay, gần cả mấy chục năm nay, tại Việt Nam thì dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, người ta thường làm dùng từ ngữ lễ hội và làm phát các lễ hội với cái mục đích là kinh doanh để kiếm lợi nhuận. Lúc nào cũng có thể tổ chức cái gọi là lễ hội. Chuyện gì cũng có thể trở thành lễ hội để kiếm tiền khách du lịch và người địa phương. Các cơ quan du lịch, các nhà buôn văn hóa luôn bày ra cái lễ hội này, lễ hội nọ, trong lúc chỉ là hội mà không có gì là lễ cả. Bởi vì sao? Rất nhiều lần trong những cái gọi là lễ hội văn hóa đó, những người tham dự đã có những hành động, những cử chỉ rất là thiếu văn hóa, như là chen lẫn, xô đẩy nhau, bẻ cành hái hoa, ăn cắp chậu cây, kiện giành giật, thậm chí chửi mắng nhau một cách thô tục. Quý vị có thể xem lại các cái tin tức và những cái bản tin những lần hội lễ hội ăn đào ở thủ đô Hà Nội trước đây. Nhờ như vậy, cho nên chúng ta cần phải đặt lại vấn đề. Thì vừa qua đây đấy, chúng ta ở tại San Jose có một cái gọi là lễ hội áo dài. Rồi ở bên Việt Nam thì lễ hội ăn đào, lễ hội hoa ban, vân vân. Chứ dường như hầu hết những người kinh doanh lễ hội ấy đều phớt lờ hoặc là không có kiến thức về ý nghĩa của từ ngữ lễ hội và hội. Dạ, như vậy thì người ta dùng theo, Hương Giang nghĩ thì người ta dùng theo thói quen. Vậy thưa giáo sư Châu, thì cái sự khác nhau giữa lễ và hội như thế nào, và khi nào thì nên dùng là lễ hội, khi nào chỉ nên dùng lễ không thôi, và khi nào chỉ nên dùng hội không thôi? Vâng, thì hôm nay là chúng ta sẽ đi đến cái vấn đề đó. Thì cái chữ nghĩa là thế này. Đây là định nghĩa. Lễ hội là một sự kiện rất nhiều nghi thức mang tính cách bắt buộc. Bởi vì đã lễ thì phải có nghi. Đó. Không có nghi thức, không có những cái giai đoạn này nọ về cái gọi là cúng tế hoặc là vần thiêng liêng thì không thể gọi là lễ được. Lễ có nghi thức mang tính bắt buộc. Các nghi thức này được tiến hành theo một trình tự chặt chẽ, nghiêm ngặt, từ khi chuẩn bị lễ hội cho đến khi hết hội. Tức nghĩa là khai hội thì phải cáo yết với những thần đất đai này nọ để xin mở hội tại cái mảnh đất đó. Đó, ít nhất là như vậy. Thì thông thường một lễ hội có các nghi lễ, nói theo cái tiếng đời xưa thì là lễ mục dục, lễ tế gia quan, lễ rước, lễ tế khai hội và lễ tế giả đám. Giả đám tất nhiên là bế mạc đó. Dạ, ngày xưa thật là giả đám, tức nghĩa là đến đám hội xong rồi về, thì tới thì phải trình, thì gọi là cáo về yết, tức nghĩa là báo cáo với đem cái yết, tức nghĩa là xưng tên họ của cái người chủ trì cái lễ hội. Thì như vậy đó, chúng ta nói rằng là lễ tức nghĩa là phải có một số nghi thức thuộc về thiêng liêng hoặc là quy ước xã hội. Lễ hội thường tôn vinh đối tượng thiêng, đó là thánh, là thần.
Nhưng thánh và thần thường được thờ ở đền, ở miếu. Đa số lễ hội thường được tổ chức ở đình làng, ở đền, ở một nơi rộng rãi tiện cho việc hành lễ và tổ chức các trò chơi. Do vậy, trước khi khai hội, người ta thường tổ chức cuộc rước thần đi theo lộ trình từ một nơi đến hoặc là từ đình về nơi hành lễ. Tức là phải rước cái vị thần nào đó về để cái vị thần đó chứng kiến cho cái buổi lễ, cái hội của mình, tức là lễ hội. Thì như vậy đó, cái rước thần rồi, sau khi rước thần thì khai hội rồi, thì khi bế mạc á, tức là rả đám á, là phải rước thần trở về. Đó. Thì như vậy là ít nhất có hai đám rước. Thì như vậy, cái lễ rước này phải rước thần là rước sớ, rước văn. Còn cái bản văn người ta viết ta để ở trong cái đền hay là đình á, rồi phải có một cái giá công nghinh rất là long trọng. Thì như vậy, mỗi ngày người ta cúng thần bằng một bài sớ riêng. Trong đám rước văn, bài sớ cũng được đặt lên kiều rước, gọi là kiều văn. Tất nhiên là trong cái buổi lễ đó, ít nhất người ta cũng phải có 2-3 cái sớ để cạo việc. Đó, thì như vậy đó, chúng ta thấy rằng khi mà định nghĩa cái lễ hội là gồm có một số nghi thức như vậy, thì chúng ta thấy rằng lâu nay mình dùng đó là cứ còn nghe báo chí nói thì mình đọc lại, cho nên mình không quan tâm tới cái ý nghĩa. Thì theo Bách Khoa Toàn Thư thì lễ hội Việt Nam là sự kiện văn hóa được tổ chức mang tính cộng đồng. Lễ là hệ thống những hành vi động tác nhằm biểu hiện sự tôn kính của con người đối với thần linh, đối với người đã khuất, phản ánh những ước mơ chính đáng của con người trước cuộc sống mà những cái người đi tham dự lễ hội đó là đã ước nguyện. Bản thân họ chưa có khả năng thực hiện. Hội là những sinh hoạt văn hóa, tôn giáo, nghệ thuật của cộng đồng xuất phát từ nhu cầu của cuộc sống. Thì như vậy, lễ hội là hoạt động tập thể và thường có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo hoặc là một cái niềm tin dân gian nào đó. Có người xưa rất tin vào trời đất và thần linh. Các lễ hội cổ thường là phản ánh cái hiện tượng đó. Tôn giáo rất có ảnh hưởng tới lễ hội. Tôn giáo thông qua lễ hội để phô trương thanh thế. Lễ hội nhờ có tôn giáo để thần linh hóa những cái thứ mà trần tục. Đó, thành ra hai cái nó tương quan với nhau. Nhưng trải qua một thời gian, trong nhiều lễ hội, tính tôn giáo dần dần giảm bớt và chỉ còn mang lại tính văn hóa. Đó, thì như vậy chúng ta đã thấy rằng khi nói rằng lễ hội áo dài, lễ hội hoa ban rồi này nọ là không đúng. Tức là ở trong những cái lễ hội mà như chú vừa nói thì nó mất đi cái phần nghi thức. Không, đó. Phải cho có nghi thức. Là không thể gọi được là lễ hội. Nhưng mà ví dụ như là lễ hội áo dài mà bây giờ mình gọi là hội áo dài thì mình có thể gây hiểu nhầm, thì trong trường hợp này nên gọi như thế nào thì chính xác hơn? Không, thì bây giờ thế này nè. Khi mà nói lễ hội áo dài không đúng, mà nói hội áo dài mà sợ lầm với cái hội của những người không mặc áo ngắn. Thì bởi vì cái đó thì chỉ diễn ra trong một thời gian, thì ta là bây giờ diễn ra trong một ngày thì chúng ta nói ngày hội, mà nếu diễn ra trong mấy giờ tức là buổi. Đó, thường thường là ngày hội áo dài hoặc là ngày hội trường sở là gì đó, chứ không có cái hội được. Cảm ơn giáo sư Châu. Như vậy là cái phần trình bày của giáo sư Châu vừa rồi đã mở mắt cho Hương Rang Giang rất là nhiều. Hương Giang thấy là mình lâu nay cũng sai từ đó chú, tức là dùng theo một thói quen thôi, không có để ý nhiều với những cái nghĩa chính xác. Không, thì cái này mình cũng không trách cái xã hội được. Là bởi vì khi mình muốn đi vào vấn đề chữ nghĩa thì chữ nào nghĩa đó, và cái khát vọng cũng như là cái ước mơ của cái chương trình Cali Today đó, chương trình gọi là di sản Việt, và cái chữ và nghĩa là muốn làm thế nào để cho chúng ta, người trong một quốc gia, người trong một dân tộc thống nhất được tiếng nói. Và bởi vì chúng ta không có cái Bách Khoa Từ Điển mà được cái chính phủ nào đó, được quốc hội chuẩn nhận, được phổ biến rộng rãi giống như một cái hàng lâm viện của các cái nước mà họ tiến tiến, thì chúng ta bây giờ phải làm thế nào để mà dần dần để chữ nào nghĩa đó, để cho khỏi có cái chuyện là sau này á, một quốc gia mà không có một cái từ điển Bách Khoa thì ai muốn nói gì thì nói, rồi thì chính vì cái tiếng nói không giống nhau, hiệu nghĩa khác nhau,
Cho nên đời nào mà chúng ta có thể thống nhất, có thể đưa dân tộc đi đến chỗ tiến lên được. Do đó, cái vấn đề mà chữ nghĩa cũng cần thiết. Thì bây giờ là ta nói hồi rồi nè. Tức nghĩa là hồi áo dài không được. Thì bây giờ nói ngay hồi áo dài thì không ai hiểu được là cái hồi không người mặc áo ngắn. Đó. Thì lễ là gì? Thì từ điển Việt Hán của Đào Duy Anh là cái này. Lễ là cách bày tỏ lòng cung kính, ý cung kính. Đồ vật để bày tỏ ý cung kính cũng gọi là lễ. Ví dụ như mình đem ai mình dâng lễ thì cái đồ vật đó cũng là lễ. À, thì như vậy sách Trung Hoa thì có 3 bộ: lễ ký, chu lễ và nghi lễ. Đó, thì người Tàu ngày xưa đó họ kỹ lắm. Lễ là có 3 thứ: lễ ký, chu lễ và nghi lễ. Từ điển Hán Việt của Thiệu Trữ, lễ có 3 nghĩa. Thứ nhất, theo cái khuôn mẫu mà người trước định ra phép tắc, từ quang hôn tang tế cho đến đi đứng nói năng đều có phép nhất định gọi là lễ. À, kính lễ, đồ lễ, nhận quà người ta có việc mà mình đưa lại đến để tặng thì gọi là lễ. Đó. Như vậy, tất cả những cái gì mà người ta bày ra trước mà mình áp dụng thì quang hôn tang tế cho đến đi đứng nói năng có phép tắc thì gọi là lễ. Bởi vì ngay cả cái gia lễ mà không có đó thì cái xã hội nó sẽ loạn lạc. Trong các xã hội phương Tây, lễ là ngày nghỉ vui chơi theo phong tục lịch sự được chính phủ chấp nhận theo luật pháp. Công chức, nhân viên, thợ thuyền đều được nghỉ làm và vẫn có lương trong những ngày mà nhà nước cho là lễ. Đó. Cho nên khi nào cái lễ đó họ rất tôn trọng những cái ngày lễ. Người nào mà không chịu làm trong ngày lễ thì giám đốc là cũng chịu thôi, phải năn nỉ. Thì tiếng Mỹ thì gọi là holiday. Holiday là ngày được dành ra bởi phong tục hoặc pháp chế, theo đó mọi sinh hoạt bình thường, đặc biệt là kinh doanh và lao động đều được tạm ngưng hoặc giảm thiểu. Một cách tổng quát, ngày lễ có mục đích cho phép các cá nhân hay các đoàn thể cử hành hoặc hoài niệm một biến cố thuộc truyền thống văn hóa hoặc tôn giáo quan trọng. Ngày nghỉ lễ dài hay ngắn tùy theo phong tục và luật pháp cho phép. Khái niệm holiday là gì? Thường gắn liền với ngày cầu nguyện của tôn giáo. Bởi vì trong đó nếu ta tách chữ holiday và chữ day ra trong tiếng Anh thì chúng ta thấy holiday đó, tiếng Anh chữ holy đó, tiếng Anh cổ đại thì đọc là holic. À, tức nghĩa là theo nguyên ngữ thì holiday là đặc biệt dành cho những ngày thánh. Đó, vì holy là thánh thể, thánh thiền. Đó, thì ngày là thánh thể đặc biệt. Những ngày nay thì holiday có nghĩa là bất cứ một ngày đặc biệt nào mà con người được nghỉ ngơi, được thư giãn tinh thần trái với phải làm việc, với lo âu căng thẳng. Đó. Cho nên cái người Tây phương Âu Châu cũng như nhất là Mỹ thì là họ quý trọng cái ngày holiday lắm, bởi vì khi nào mà có ngày nghỉ là ai cũng vui mừng. Holy tiếng Anh là thánh linh, cho nên holiday nguyên nghĩa là ngày thánh linh. Và thật vậy, cho nên khi mình nghỉ thì cái thần thánh trong mình nó trở lại, bởi vì có người được thư giãn và được cái gọi là coi như là mình được thăng hoa. Thì đa số những người Mỹ mà tôi được gặp đó, thì khi mà họ đã đi nghỉ gọi là holiday đó, thì họ không có dùng điện thoại nữa. Tức là để hoàn toàn yên tĩnh để trở về với con người, với cái cuộc sống của mình. Thì đó là cái ý nghĩa của cái lễ. Thì bây giờ chúng ta còn một chữ nữa, là cũng giống như Giang nói đó, hội. Thì hội là gì? Thứ nhất, hội là họp lại, như là hội nghị. Gặp như vận hội. Hoàng Cực Kinh Thể nói rằng 30 năm là một vận hội. Đó. Thì như vậy 12 hồi là một nguyên. Cái này là trong sách vở. Hồi là hiểu ý. Nhiều chữ lắm. Mình lặn hồi đó, mình hiểu được ý ai. Đó. Thì như hồi là chỗ đông đúc, đô hồi. Chỗ nào đông người thì gọi là hồi. Đó. Cho nên đây là từ điển của Thiệu Trữ. Theo Đào Duy Anh, hồi là họp nhau, gặp nhau. Gặp nhau là hồi ngộ. Thấy chưa? Ý tứ và xử lý hợp nhau cũng gọi là hồi. Đó. Trong các từ điển trước 75 không có từ ngữ lễ hội. Trong từ điển lễ hội Việt Nam của Bùi Thiết, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Hà Nội năm 2000 cũng không có chữ lễ hội. Tại Việt Nam người ta dịch lễ hội thành festival, nhưng hầu hết festival ở Việt Nam hiện nay đều không đúng và không đầy đủ ý nghĩa với từ ngữ festival của phương Tây.
lý do. Theo định nghĩa, festival là một sự kiện thường được thực hiện bởi một cộng đồng và tập trung vào những bản sắc độc đáo của cộng đồng ấy về phong tục hoặc tín ngưỡng của họ, thường để đánh dấu như là một ngày quốc lệ tại địa phương. Trong festival luôn luôn có tiệc tùng, ăn uống thoải mái và nhảy múa thỏa thê. Festival thường có mục đích thỏa mãn những chủ đích riêng biệt của cộng đồng, như Thanksgiving chẳng hạn. Festival có mục đích nhắc nhở các thành viên của cộng đồng ghi nhớ các truyền thống văn hóa địa phương, tập quán bộ tộc. Qua đó, các bậc cao niên tham dự sẽ chia sẻ những câu chuyện, sẽ cung cấp những kinh nghiệm cho các thế hệ trẻ, như là một phương cách để nối kết các gia đình, các làng xóm và những cá nhân lại với nhau qua cái festival. Đó. Ngày nay, một số du khách được tham dự festival của các địa phương là để làm gì? Để tìm hiểu văn hóa và để học hỏi. Festival tiếng Anh, gốc Latin là Festivus, tiếng Pháp là chữ Fête, vui chơi, và cái chữ solenne là long trọng, có nghĩa là một dịp lễ hội họp vui chơi, hòa nhạc bình dân và ăn uống mang màu sắc từ thiện chính trị, nhưng mà trong đó có một cái nét gì đó linh thiêng và trang trọng. Festival xuất hiện ở miền Bắc nước Pháp từ năm 1829 và được liên kết với phong trào nhạc hội dân gian gọi là Mouvement Orphéonique. Phong trào này gồm người ta ưa hòa nhạc, ca hát và tiệc tùng để vui chơi. Ở trong này có chữ Orphéonique, là trong đó là có cái thần thoại của cái Orphe và Eurydice. Bởi vì cái anh Orphe đó là một cái người đánh đàn rất là hay. Và một thiếu nữ tên là Eurydice đã mê anh ta và hai người yêu nhau. Nhưng thần chết đó, nó ganh, vì hai người đó đều là thần. Thì nó ganh cuộc tình của Orphe và Eurydice, cho nên thần chết nó đã kiếm cách nó giết chết Eurydice đi. Thì Orphe tức giận quá, bởi vì chưa tới chết oan vì thần chết nó làm ẩu, thì đi kiện xuống Diêm Vương. Thì khi xuống tới Diêm Vương đó, thì chủ ngục gác ngục nó không cho vào. Thì anh ta buồn bã, anh ta vừa gảy đàn lên thì cái tiếng đàn của Orphe đã làm cho tụi quỷ quái xung quanh nó đứng nó nghe hết. Rồi anh ta từ từ anh đi. Anh đi tới thì anh thấy có Eurydice đang ở gần Diêm Vương. Thì Diêm Vương hỏi mày đi tìm ai? Nói tôi đi tìm người này. Là không được. Thì Orphe đã trình bày lý do tại vì sao mà tôi đi tìm và cái tội thần chết. Thì quả là Diêm Vương kêu thần chết ra, thì thần chết nói rằng là vì tôi yêu Eurydice mà Eurydice không yêu tôi, mà yêu cái thằng này cho nên tôi dành, tôi kéo xuống đây. Thì Diêm Vương mới nói bây giờ á, trì tội thần sai phạm của thần chết đã bắt oan, nhưng mà cho Eurydice sẽ trở về dân gian với Orphe với một điều kiện thôi, là mày cứ đi trước, mày đánh đàn rồi tao cho nó đi theo sau. Thì nếu mày quay lui một cái thì Eurydice sẽ ngã ra chết và không bao giờ sống lại nữa. Thì anh kêu ta cứ đi. Nhưng khi gần tới, anh đi trước cho anh thấy cái cửa trần gian trước. Anh quay lưng một cái thì Eurydice chết. Thì cái thông điệp của cái chuyện mà mày đi trước đi, tao cho nó theo sau và không được quay lui là thông điệp gì? Trong tình yêu phải có sự tin tưởng tuyệt đối rằng nàng đang đi theo ta. Nếu nghi ngờ mà quay lại một cái thì tình yêu không còn nữa. Cho nên một cái thần thoại nào nó cũng có cái thông điệp. Cho nên khi họ lễ hội âm nhạc thì họ nhớ lại những cái chuyện đó. Do đó chúng ta trở lại cũng là tóm tắt lại là thế này. Qua những định nghĩa trên thì chúng tôi nhận thấy rằng từ ngữ lễ hội là không đúng với chữ nghĩa và sách vở. Phải nói là hội lễ trong trường hợp có nghi thức thiêng liêng tôn giáo thánh linh. Và hội, ngày hội khi có nhiều người tụ họp để thưởng thức, để thưởng ngoạn hoặc thụ hưởng một chương trình vui chơi giải trí nào đó thì gọi là ngày hội. Bên Việt Nam mình thì cái hội hè. Đó. Xem như vậy thì không thể nói là lễ hội chòi trâu, lễ hội lưu trữ, lễ hội đường phố sách Hải Phòng, Festival Huế 2016, náo nhiệt, lễ hội đường phố để tận hưởng không khí náo động từ các đoàn nghệ thuật quốc tế biểu diễn lễ hội đường phố.
như vậy cũng đúng. Di sản và màu sắc văn hóa trong khuôn khổ Phật Xoan Huế, lễ hội áo dài, không thể nói những cái đề tài như vậy được. Thì trong cái gọi là lễ hội áo dài, có phần nghi thức thiêng liêng nào hay không? Có dân lễ cũng tổ áo dài không? Và thế nào là áo dài? Áo tử thân miền Bắc là áo dài là áo ngắn? Áo lơ mưa, nhà máy Cát Tường Hà Nội có phải là tổ áo dài hay không? Cho nên khi nếu chúng ta nói một cái lễ hội áo dài là hoàn toàn không đúng với cái văn hóa và nghi thức. Cảm ơn giáo sư Châu và Hương Nha, rất là cảm ơn giáo sư Châu một lần nữa, tại vì chỉ trong vòng 15, chưa tới 20 phút mà Hương Nha đã học được rất là nhiều điều, và Hương Nha hy vọng là quý vị xem chương trình này cũng học hỏi được rất là nhiều điều. Có những việc mà mình có những ngôn ngữ mà mình dùng theo thói quen và đôi khi là mình lạm dụng, nhưng mà nó không có đúng với về mặt ngữ nghĩa. Và giáo sư Châu vừa mới mở ra một đề tài mới đó chú, tức là chú vừa mới khép lại cái lễ hội áo dài, và riêng về cái mảng áo dài hay áo tứ thân vẫn còn nhiều điều Hương Nhân thắc mắc lắm đó chú. Dạ, không, dạ. Thì xin với quý khán giả là chúng ta sẽ trở lại để tìm hiểu cái đó là nằm trong cái di sản, dạ, Việt, cái di sản Việt, cái áo tứ thân rồi đến cái áo dài của Huế là một cái di sản của dân tộc Việt Nam. Dạ, Hương Giang cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và hy vọng quý vị đã có những giây phút và những cái thông tin rất là bổ ích. Hương Giang một lần nữa cảm ơn giáo sư Nguyễn Châu. Cảm ơn Hương Giang, và xin kính chào quý khán thính giả của Kali Today.